Thì xin chào tất cả anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Ở video lần này thì mình sẽ nói về một cái vấn đề liên quan tới hệ thống phanh khi nén nữa, liên quan trên cái remote của chúng ta. Cái nội dung mình muốn nói ở đây đó là cái sơ đồ mà chúng ta lắp khi mà đối với cái mod của Tân Thanh ha, mod của Tân Thanh hoặc là cái mod CMC của Trung Quốc, thì nó sẽ có hai cái bầu hơi như thế này, và các anh em mình lắp như thế nào cho nó đúng ha. Hôm nay mình cũng có gặp một cái trường hợp là xe đưa vào chúng ta lắp nó bị sai, dẫn đến là tình trạng là hơi nó dội ngược lên bằng tay hơi và nó đi dội ngược xuống cái van chia hơi hai tầng. Thế là cái gara kia người ta đè ra, người ta thay toàn bộ cái van chia hơi hai tầng của khách hàng, nhưng mà thực tế ra là nó bị lỗi ở dưới cái remote này, dẫn đến tình trạng là chúng ta thay vật tư oan nhưng mà bệnh thì vẫn không hết. Đấy, thì video này mình muốn chia sẻ vấn đề này để cho tất cả anh em mình biết, để chúng ta tránh và chúng ta bác bệnh cho nó chuẩn ha. Anh em nào xem video thấy hay thì bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Và anh em nào mà cần cái phụ tùng vật tư của cái hệ thống phanh khi nén thì hãy liên hệ với bên mình 0389898100, mình sẽ báo giá cho tất cả anh em. Sơ đồ của nó thì rất là đơn giản thôi. Trên remote thì nó sẽ có hai cái đường ống hơi, lúc nào cũng vậy. Và đường ống hơi đỏ là nó sẽ đi vào cái đường emergency này ha, và đường ống hơi vàng này là đường ống phanh, có nghĩa rằng là khi chúng ta đập phanh thì nó sẽ cung cấp cái đường ống điều khiển này đi vào cái van này để cái van này hoạt động ha. Và cái đường ống màu đỏ này thì đó là cái đường ống lốc kê, có nghĩa rằng là cái đường ống này hoạt động khi mà xe chúng ta, đối với cái những dòng xe Hàn Quốc rồi đó, mấy dòng xe của Hàn Quốc, của Trung Quốc hoặc là châu Á của mình á, thì khi chúng ta nhả lốc kê thì đường này lúc nào cũng có hơi, và chúng ta kéo lốc kê thì đường này cũng lúc nào cũng có hơi luôn ha. Còn đối với xe Mỹ thì cái đường ống này, đường ống emergency này, thì khi chúng ta kéo lốc kê thì đường này ngắt hơi, và khi chúng ta nhả lốc kê thì đường này nó mới có hơi. Đó, nó có sự khác nhau như vậy ha. Cái đường emergency này nó vào trong van này, và sau đó nó sẽ nối tiếp vào cái van này luôn ha, cái van phía sau của cái bình hơi phía sau luôn, nó sẽ nối vào đây nha các em. Đấy, và cái đường ống phanh màu vàng dưới kia trên bình hơi trên thì nó cũng nối vào cái đường này luôn. Đấy, và đặc biệt nó có một cái đường hơi như thế này để có anh em mình dễ bị lẫn lộn này, đó là đường ống màu đỏ phía dưới ha, của cái van phía dưới này. Đây, nó vô đây, đây đường ống màu đỏ này ha. Đấy, đường ống màu đỏ này đó, nó sẽ đi nối vào đây nha anh em, nó sẽ đi nối vào cái chỗ này. Đấy, thế là hôm nay cái anh Trần ở gara kia anh mới sửa rằng là anh nối lộn là đường này, đường này anh vào là đúng rồi, anh nối đổ lộn giữa đường này lên đường này ha, đổ lộn hai cái này. Thế rằng là cái đường ống phía dưới kia, ống hơi phía dưới đó, nó mới dội ngược lên trên đường này này, và nó sẽ xì hơi lên hoài trên bàn tay hơi. Thế là nó xì lên con van chia hơi hai tầng. Thế rằng là ảnh mới thấy xì van chia hơi hai tầng, ảnh thay cái van chia hơi hai tầng, thay vào và không được. Rồi, đó là cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh em, và anh em mình hãy tỉnh táo trong quá trình mình chúng ta lắp ráp cái hệ thống hơi này nhé. Tại vì nếu mà chúng ta lắp sai thì tất nhiên là phanh chúng ta nó sẽ không đạt hiệu quả đâu ha. Thì đối với cái hệ thống phanh remote này, nó có hai bình hơi như thế này để nó tan lượng hơi khí nén bên trong bình, từ đó nó sẽ tan được cái số lần đập phanh của remote ha. Đó, đó là cái ưu thế và ưu điểm của cái dòng mọt mà có hai cái bình hơi như thế này. Còn đối với những cái dòng mọt trên chiêu thì nó chỉ có một bình hơi thôi, và nó sẽ bố trí một cái van chia hơi thì giống như bên này này. Đấy, thì ưu thế của nó là nó chỉ dùng được một cái van chia như thế này ha, và bình hơi của nó rất là lớn. Đấy, đó đó là cái sự khác nhau giữa cái thằng Chin Diêu và cái thằng một Tân Thanh như thế này ha. Rồi, xin chào và hẹn lại anh em ở những video lần sau nha. Mình sẽ thực hiện những cái video hữu ích hơn cho tất cả anh em. Thì các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Kênh mình xây dựng lên để phục vụ cho tất cả các anh em lái xe, tất cả các bạn là sinh viên mới vào nghề, hoặc là các anh em gara mà không biết về cái hệ thống phanh khi nén thì bấm đăng ký kênh.